Coronavirus nó đã tấn công nhân loại chúng ta cũng đã được vài tuần lễ, được hơn 2 tuần lễ rồi đó. Thực chất thì nó mới khởi đầu là từ cuối tháng 12 và cho đến bây giờ là đã được hơn 2 tháng, nhưng mà mạnh mẽ nhất là khoảng 2 tuần lễ trở lại đây. Thì thưa quý vị, hôm nay cái bản tin mới nhất mà chúng tôi muốn cập nhật tới quý vị đó là cái bản tin là các cái chuyên gia y tế hàng đầu địa cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì ngày hôm nay họ cũng tuyên bố rằng là những cái trường hợp, những cái case mà bị nhiễm coronavirus ở bên ngoài Trung Cộng thì theo họ có thể sẽ khởi sự cho những cái vụ mà dịch bệnh lớn hơn nữa sẽ bùng phát trong những cái thời gian tới đây. Vâng, thưa quý vị, là bây giờ người ta, quý vị cũng thấy đó, ông coi như là giám đốc của cái tổ chức WHO đó, WHO đó, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, ông đã xác nhận là bây giờ tình hình rất là nghiêm trọng và nó có cái bước ngoặt là khi mà cái số người bệnh gia tăng và những người này, đặc biệt là những người đã chưa từng bao giờ đến China mới là cái nguy hiểm, có nghĩa là những người này có thể lan qua nhau rồi đó. Quý vị thấy không? Cho nên ông nói cái đây có thể là một cái mồi lửa còn nhỏ, tuy nhiên nó có thể dẫn đến một cái trận hỏa hoạn lớn. Cho nên là điều đáng lo âu là vì có một số người trường gần đây ở bên Pháp cũng như ở bên Anh, có những người là chưa hề đến China, chưa hề đến Trung Quốc mà cũng bị, thành ra là, và hai người Hoa Kỳ thì đã bị lây vì những người vợ, người chồng họ đã trở lại từ cái vùng đất đó, China đó. Cho nên là bây giờ ông Tedros cũng nói là đây rất lo âu, có thể nó trở thành một cái pandemic, là một cái đại dịch mà như chúng ta vẫn bàn mấy ngày vừa qua đó, thì rất hy vọng là như thế nào nó không trở thành một cái đại dịch lớn như vậy. Tại vì quý vị cũng hiểu rất khó giải quyết. Bây giờ thì quý vị họ nói là cái bệnh mà viêm phổi cấp tính này đó, một dạng viêm phổi cấp tính này thì hiện giờ đã giết là tối thiểu đó là 910 người, mà đa số là tại Hoa Lục. Nhưng mà dĩ nhiên và đang làm những người đã bị nhiễm là tới 40.000 người. Và do đó, thì quý vị cũng tưởng tượng là với một đất nước China 1.4 tỷ thì nếu chỉ vài tháng nữa không có quản lý được, không điều khiển được cả đất nước, mặc dù hôm nay chúng tôi thấy những cái hình ông Tập đứng nói chuyện với dân chúng, dĩ nhiên là đến cái mức này thì ông phải ra mặt và trấn an, nhưng mà chưa biết là có làm được gì hay không, bởi vì người ta vẫn nghi ngờ những con số mà Trung Quốc đưa ra chưa chắc đã là con số thật. Và những cái cảnh chúng tôi thấy họ vào nhà, họ lôi những người trong nhà ra, thì có thế, có những trường hợp đúng những người đó có thể bị nhiễm bệnh, nhưng cũng có những người bị oan, hay là vì cái do kia, chúng ta cũng hiểu địa phương mà. Bây giờ nếu mà nhân dịp cái này có thể cũng là một cái dịp để họ trả thù nhau nữa, chưa chắc người đó bị, nhưng mà họ lôi ra như là con vật đó, lôi ra phải vào kiểm dịch. Vì họ những cái giữa cái quyết định là cái người nào bị nhiễm đó và không đó, nó cũng là cả một vấn đề. Và đối với đất nước mà nhiều bạo động như là China, và nó bao nhiêu năm nó dồn nén nhiều vấn đề lắm, quý vị cũng hiểu nó phức tạp lắm, Việt Nam cũng vậy nữa, sẽ có một ngày nó sẽ đến như vậy. Và cho nên người ta nghĩ rằng nếu trong tương lai, tại vì bây giờ họ chiếu những cảnh như là có những đường phố vắng tanh, những thành phố như thành phố ma, họ nói không có ai dám đi ra đi vô, và như vậy thì tất cả mọi chuyện đều ngừng trệ hết, từ cái chuyện buôn bán đến ngay cả những cái phương tiện giao thông bị ngưng hết và không ai dám ra ngoài. Rồi chưa kể là nếu đi vào nhà thương giả lại bị giữ lại, hoặc là những cái thủ tục rất phiền toái. Cho nên người ta hình dung là những ngày sắp tới nếu không có một cái giải quyết nào ngay thì Trung Quốc sẽ chính là một cái ổ dịch lớn và có thể xảy ra bất cứ chuyện gì, thưa quý vị. Trên thực tế, thưa quý vị, thì Trung Cộng hiện nay là cái khởi nguồn của cái dịch bệnh này, và hiện nay thì hai cái tỉnh tại Trung Cộng thì đã trở thành là hai cái ổ dịch lớn nhất địa cầu hiện nay. Và tất cả những cái ngọn nguồn mà khởi sự của cái dịch bệnh coronavirus chúng ta biết là đến từ cái khu vực mà người ta vẫn nói là khu chợ thủy sản Hoa Nam ở tỉnh Vũ Hán của Trung Cộng. Và giờ đây thì căn bệnh đã lan tràn khắp, hầu như khắp cõi địa cầu. Và theo quý vị cũng biết là đặc biệt là có một cái con tàu mà hiện nay đang bị cách ly ở khu vực ngoài khơi ở Nhật Bản, mà chúng tôi đã đưa tin tới quý vị cách đây trong cái hồi giữa tuần vừa qua. Hiện nay con tàu này vẫn đang bị cách ly với tổng cái số mà hành khách là có 3.711 hành khách. Mà thưa quý vị, trong số này thì có, người ta cho biết ngày hôm nay là có 400 hành khách là người Mỹ. Và trong số 400 người Mỹ thì hôm nay đã có cái sự xác nhận của các giới chức y tế trên con tàu ở ngoài khơi của tỉnh Yokohama này là đã có ít nhất 23 người Mỹ
trên con tàu này đã chính thức bị nhiễm phải coronavirus. Con tàu có tên là Diamond Princess, thưa quý vị. Và ngoài ra thì người ta cũng phát hiện thêm tổng cộng là 65 ca bị nhiễm virus corona nữa trên con tàu này. Thì thưa quý vị, giờ đây trên con tàu là gần 4.000 khách và nó bị cách ly ở ngoài khơi, không được đưa trở lại bờ. Nếu mà Linh Nga tự đặt mình trong cái hoàn cảnh là mình ở trên con tàu này thì nó sẽ hết sức là khủng khiếp. Bởi vì chúng ta là những người đưa tin, chúng ta chỉ nói về những vấn đề này và chúng ta không có cảm nhận được như chính bản thân chúng ta. Nếu như trên một con tàu mà như vậy thì cũng có thể sau này các cái nhà làm phim họ cũng có thể làm một cái bộ phim về cái hình ảnh và cái cuộc sống của gần 4.000 hành khách cũng như phi hành đoàn này ở trên một con tàu lênh đênh bị cách ly ở ngoài khơi. Mà trong số này thì đã bắt đầu càng ngày cái số người bị nhiễm phải coronavirus càng tăng lên. Thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta không biết được, thưa quý vị. Giờ đây họ không dám đưa 4.000 con người này trở lại bờ. Và nếu như họ đưa lại bờ thì chắc chắn là họ đưa cả một cái ổ dịch lớn vô bờ, thì chúng ta không ai muốn điều đó. Vì thế họ phải cách ly con tàu này với 4.000 con người kia ở ngoài khơi. Và giờ đây 4.000 người này họ ở trong một cái tình cảnh là chỉ chờ đợi là sẽ tới phiên mình bị nhiễm phải cái dịch bệnh này. Và nếu như cũng không, hiện nay chúng tôi cũng không biết rõ là ở ngoài khơi đó, những cái người này, gần 4.000 người này có đủ những cái mà, những cái đồ mà y tế hay là trang thiết bị để mà cho họ có thể được là cứu chữa kịp thời và cũng như là tất cả những cái nhu yếu phẩm cần thiết hay không. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà hiện nay chúng ta đang đặt câu hỏi. Bởi vì ngay cả việc nếu như họ cần những cái sự tiếp tế về nhiên liệu, về thực phẩm, về y tế, về tất cả mọi thứ, thì cái điều này chúng ta cũng rất tránh hiện nay. Thưa quý vị, nó tránh tới mức là hiện nay tại Pháp Quốc thì chính quyền Pháp Quốc còn đang ngăn cấm người dân là không được mua những cái đồ gọi là made in China. Tới cái mức như vậy, trong những cái bản tin chúng tôi đọc được ngày hôm nay mới nhất, là bởi vì họ nói nếu mà mua đồ made in China thì cũng sẽ bị nhiễm phải coronavirus. Và vì thế thưa quý vị, giờ đây nếu như trên cái con tàu gần 4.000 người này, mà nếu như mà chúng ta, họ cần nhu yếu phẩm, thực phẩm, y tế, vân vân, mà những người ở bờ đưa vô, chúng ta có dám đưa vô hay không? Hay người ta lại nói rằng bây giờ đưa vô cái đó là ổ dịch, giờ đây là tất cả 100 người bị nhiễm trên con tàu đó rồi, chúng ta mà đưa nhu yếu phẩm vô, những người tới đó thì sẽ bị nhiễm. Thì đây là một trong những cái điều mà hết sức là khủng khiếp đang diễn ra đối với nhân loại chúng ta hiện nay, thưa quý vị. Đúng rồi, thưa quý vị, là cái con tàu thì người ta đi du lịch mà đâu có ai ngờ là nó biến đổi như vậy, lẹ như vậy, và bây giờ thì nó mắc kẹt luôn. Tại vì đúng là bây giờ nó ở tình thế là rất khó xử trí. Bởi vì cho những người này ra thì lỡ nhiễm cho nó sao, vì có những người đã nhiễm rồi và cho nên bây giờ không biết là ai. Và họ nói, những người họ đưa ra được đó, một vài cái thông tin tôi thấy trên mạng là họ kể là như là bây giờ ở tù rồi đó, ở trong phòng, họ không cho ra ngoài là vì cố tình tránh những cái gặp mặt đông mà. Thì chỉ đâu có thể cho ra ngoài dining room như là bình thường thì ra những khu ăn uống vui vẻ với nhau, nhưng bây giờ bắt ở trong phòng. Đó, thì họ có người, thì có thể là chắc là có người đem lương thực đến, nhưng mà chúng ta nên nhớ là biết là cái quarantine này nó sẽ bao lâu. Cái khổ là bây giờ có đúng giữ mình đúng 14 ngày không, hay sau đó lại vì những lý do an toàn lại tiếp tục. Cho nên giống như họ nói bây giờ chúng tôi như ngồi tù, có những người ta nói ở trên mạng chúng tôi thấy đó, và bây giờ không biết như thế nào, mà bây giờ chưa biết tới ngày nào nữa, thành thử ra là tình hình nó rất là không biến chuyển, mình không biết được. Và người ta chỉ hy vọng là nó, nếu mà nó ổn định được, chứ còn nếu không chúng ta cũng hiểu đó, bây giờ các nước nó lan ra rất nhiều, và cái con tàu này dĩ nhiên ban giám đốc họ thông báo liền là chúng tôi sẽ full refund cho quý vị, nhưng mà không phải vấn đề tiền, mà bây giờ tất cả những người đó giống như là đang bị ở tù đó. Và dĩ nhiên là về vấn đề làm ăn thì đương nhiên đây là cái crew sẽ lỗ nặng rồi, nhưng mà vấn đề là nhiều cái chuyện lớn hơn nữa chúng ta thấy. Cho nên bây giờ tình hình người ta chỉ mong rằng là nó ngưng được hay không. Nhưng mà ông, quý vị biết là ông bác sĩ Tedros đó, tức là cái ông giám đốc của WHO đó, ông nói thì hiện bây giờ đó tương đối là những cái ca mà ở ngoài Trung Quốc thì tương đối stable, tức là tương đối cũng vững tâm một chút, nhưng mà hết, bởi vì 80%, ông nói là những cái này là cũng tương đối ổn thỏa và không có những cái nguy hiểm lớn. Chỉ có 15% trong đó phải nhập viện. Ông cũng nói là và khoảng 3-5% những người mà cần thì phải cần những cái biện pháp khẩn cấp đó, phép cứu chữa khẩn cấp.
và 2% trường hợp đó là có tử vong thôi. Cho nên hiện giờ đối với ở ngoài, còn trong Trung Quốc thì tình hình khó lường lắm, là vì ngay cả con số họ nói khoảng 40.000 ca bây giờ đó cũng chưa chắc đó là con số thật, mà người ta đều nghi ngờ. Chính vì thế mà cũng như người ta gần đây người ta rất tưởng niệm ông bác sĩ Li, đó là cái bác sĩ mà can đảm đã dám nói lên sự thật lúc đầu đó, thì cho nên là người ta càng thương tiếc ông bác sĩ đó. Và bây giờ có những người thì họ nói là bây giờ họ làm việc trong nhà thương, họ cũng rất là sợ cái điểm đó là chính bác sĩ nhiều khi cũng đã nhiễm rồi mà nhiều khi lại lây cho bệnh nhân, thành ra tình hình nó rất là nguy ngập ở cái điểm đó. Và có những công nhân mà đang làm ở nhà thương họ cũng trốn luôn, họ bảo là bây giờ họ vô đó có thể bị lây thì sao, bị nhà thương bây giờ chính là có thể là ổ dịch. Thành ra đó là tình hình mà nếu không có biện pháp mới hoặc không có cái gì thay đổi thì tôi nghĩ là trong những ngày sắp tới sẽ rất là hỗn loạn và rất là khó xử, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi cũng được biết rằng là trong ngày hôm nay thì riêng tại Nhật Bản con số người bị nhiễm đã lên 92 người. Và như thế thì đây là con số người bị nhiễm tại Nhật Bản đã tăng lên ngoài cái sự dự đoán. Bởi vì cách đây khoảng chừng một tuần lễ thì quý vị cũng biết là tại Thái Lan là cái quốc gia thứ nhì mà ở bên ngoài Trung Cộng có cái số người bị nhiễm cao nhất. Lúc đó chúng tôi thông báo là 23 người tại Thái Lan. Nhưng mà hôm nay thưa quý vị thì Nhật Bản đã vươn lên, cái từ vươn lên chúng tôi nói là trong ngoặc kép, là trở thành cái quốc gia thứ nhì ở bên ngoài Trung Cộng, vượt mặt qua Thái Lan với 92 người đã bị nhiễm bệnh trong ngày hôm nay. Cộng với cái con số mà đây là cái số người mà tính cả cái con số người trên cái con tàu tại Yokohama hiện nay đang bị cách ly đó thưa quý vị, với cái số hành khách bị nhiễm mà trong đó có 23 người Mỹ đã bị nhiễm trên con tàu này. Ngoài ra thì tại Hồng Kông thì tình hình cũng rất là thê thảm, có nghĩa là trong số những cái người đi biểu tình ấy, thì họ bây giờ họ ignore cả cái chuyện mà bị nhiễm bệnh, và vì thế con số người nhiễm bệnh tại Hồng Kông cũng tăng lên rất là cao. Nguyên trong ngày hôm qua thưa quý vị thì có một cái sự việc như thế này đã diễn ra tại Hồng Kông, là có một cái gia đình 10 người, cả 9 người cùng ngồi ăn một cái bữa ăn mà chúng ta gọi là hot pot, hay ở Việt Nam họ gọi là lẩu đó. Thì ăn trong một bữa ăn như thế, và trong ngày hôm qua thì cả 9 thành viên trong gia đình này đã bị cùng nhiễm coronavirus trong ngày hôm qua. Thì cả 9 người đã cùng một lúc là sau đó đã bị bệnh, tuổi từ 22 đến 68 tuổi cả một cái gia đình 9 người, và các giới chức y tế kiểm tra đo nhiệt độ thì cả 9 người cùng nhiễm phải coronavirus tại cái tiệm ăn đó. Thì đây là một trong những cái vụ mà nhiễm coronavirus mà nhanh nhất và cùng lúc nhất, và đối với cả một cái gia đình như vậy là đã diễn ra tại Hồng Kông trong ngày hôm qua. Thì qua đó giờ đây người ta rất là lo ngại, bởi vì cái tình hình những cái vụ biểu tình đòi quyền dân chủ ở Hồng Kông vẫn diễn ra, và người dân Hồng Kông không có care, dường như không có care đến cái sự mà lây nhiễm này. Nhưng ngày hôm qua thì chỉ một bữa ăn mà 9 thành viên trong một gia đình cùng nhiễm, thưa quý vị. Cùng đó nữa thì ngày hôm nay cũng được biết tại Hồng Kông thì rất là nhiều những cái giới trách cũng như là nhân viên y tế, bác sĩ, y tá cùng đổ xuống đường biểu tình. Nhưng những người này họ biểu tình là để mà đình công về vấn đề là họ muốn cách ly hoàn toàn tất cả những cái người đến từ Trung Cộng. Thì đây là cái tình hình hiện nay, thưa quý vị biết là nó rất là hỗn loạn. Nó hỗn loạn về nhiều góc độ và phức tạp. Đây là riêng tại Hồng Kông, quý vị biết là diễn ra cả biểu tình về đòi quyền dân chủ và diễn ra cả biểu tình của các nhân viên và giới chức y tế về vấn đề bệnh dịch coronavirus hiện nay. Nhưng bên Hồng Kông thì đó, thì họ cũng nói là vì cái dịch này nó xảy ra cho nên cái biểu tình về đang đòi dân chủ đó nó cũng bị khựng làm chút. Thì cái đó về mặt chính quyền thì họ cảm thấy là họ may mắn, là bởi vì lúc đó họ đang phải đối đầu với lực lượng sinh viên đang lên cao độ, nhưng mà bất ngờ, cái này là những biến cố bất ngờ mà không tính trước được, cho nên dù sao họ cũng phải lo đối phó với cái virus và cái phần mà biểu tình dân chủ nó bớt đi một chút. Nhưng mà dĩ nhiên là họ sẽ không quên, nếu mà mọi chuyện yên bình thì họ sẽ con đường còn dài của các giới trẻ mà. Nhưng mà họ nói đó cũng là một cái điều, và người ta cũng nói là tương lai mình đâu có biết được. Chính quyền cộng tập vẫn tự hào và ông ta vẫn đắc thắng trước đây, cho là mình có thể một ngày nào đó thống trị thế giới, nhưng biết đâu đây chính là một cái đánh gục nguyên một chế độ, cũng không biết được. Vì người ta tiên đoán là nếu có hỗn loạn, ta tiên đoán là một vài ngày tới, 6 tháng tới, một năm tới mà không giải quyết được thì chắc chắn dân chúng sẽ nổi loạn. Bởi vì một cái tỉnh của Trung Quốc đã dư sức lớn hơn nhiều cái nước khác, chúng ta cũng hiểu đó, rất là lớn, và lúc đó nó sẽ tan thành từng mảnh như thế nào đó. Các cái thập nhị sĩ quân nó lại giống như thời Việt Nam ngày xưa, mà dĩ nhiên Trung Quốc nó dữ dội hơn, bởi vì nó quá đông dân và lãnh thổ quá lớn, thì lúc đó nó sẽ hỗn loạn như thế nào và không biết nó giải quyết như thế nào. Nếu người ta nhìn cái viễn ảnh đó, và nó sẽ thành nhiều nước, rồi có thể là nó đại loạn,
lúc đó thì đúng gọi là đại loạn đó. Thực ra không có, đó là cái mà các nhà phân tích nhìn xa và họ cũng lo ngại là nếu có thể cái này nó là khởi phát một cái bước đầu, nhưng mà nhưng như ông chủ tịch của WHO đã nói đó, bây giờ nó là mồi lửa nhỏ nhưng biết đâu nó sẽ làm tan, nó sẽ bùng nổ thành một cái cơn cháy rừng lớn và có thể thiêu đốt tất cả. Đó là cái mà người ta cũng đang lo ngại, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, khi nói đến tình hình của Trung Cộng có liên quan tới vấn đề về coronavirus thì chúng ta cũng biết một điều rằng là cái dịch virus corona không chỉ có thể nói là nó giáng một cú đòn một cách choáng váng xuống cái nền kinh tế của Trung Cộng. Bởi vì quý vị cũng biết là hiện nay nền kinh tế Trung Cộng họ còn nợ khoảng trên 40.000 tỷ Mỹ Kim. Và với cái dân số là hơn 1 tỷ dân, vô cùng đông đảo, thì cái tình trạng hiện nay thì quý vị cũng biết là Trung Cộng đã phải đóng cửa hàng loạt các thành phố, cũng như là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Cộng trong 3 cái tháng đầu năm, chưa đến 3 tháng, giờ đây mới 2 tháng rưỡi, thì đã xuống chỉ còn có 6%, cách đây một tuần là xuống 8%, trong vòng một tuần lễ xuống thêm 2% nữa, thì đây là một điều hết sức là khủng khiếp đối với cái quốc gia này. Thì cùng đó thì cùng lúc phải vật lộn với cái cuộc chiến thương mại với phía Hoa Kỳ, thì quý vị cũng biết là coronavirus đã làm cho tê liệt cái nền kinh tế của Trung Cộng trong những cái tháng gần đây, mặc dù ông Tập và một số các cái vị quan chức của cái quốc gia này vẫn gọi là mạnh miệng lên tiếng hô hào rồi thề nguyện vân vân, nhưng trên thực tế thì hiện nay họ đang phải vật lộn với những cái khó khăn mà rất có thể họ sẽ không thể vượt qua. Quý vị cũng biết rằng trước hết là vấn đề thất nghiệp sẽ tràn lan, bởi vì là rất nhiều những cái chuyên gia mà về kinh tế quốc tế hiện nay họ cho biết rằng cái tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là chừng 5%, mà chính quyền Trung Cộng công bố, thưa quý vị, thì trên thực tế nó đã không phản ánh đúng cái tình trạng mà rớt cái đà rớt xuống vô cùng nặng nề của cái nền kinh tế là hiện nay là hơn 1.4 tỷ dân này. Và quý vị cũng biết là bên cạnh cái cuộc khủng hoảng thương mại thì cái trái bom nợ mà trên 40.000 tỷ Mỹ Kim của Trung Cộng thì đang ngày càng lớn dần hơn, bởi vì với cái tình trạng hiện nay thì nó sẽ còn nợ nữa. Và quý vị cũng biết rằng là trước cái nguy cơ mà cái nền kinh tế nó bị mà quá đà như hiện nay thì đảm bảo cái sự ổn định thì là một điều vô cùng khó khăn. Cái nền kinh tế nó bị tê liệt thì hàng loạt thành phố hiện nay bị đóng cửa, du lịch thì cũng tê liệt nốt. Các hoạt động giải trí hay là các cái dịch vụ mà vốn trước đến nay là kiếm rất là nhiều tiền cho quốc gia này thì hiện nay cũng đã bị ngưng trệ hoàn toàn. Các cái quốc gia có cái sự mà gọi là thông thương về thương mại, thưa quý vị, là xuất cảng và nhập cảng thì hiện nay tất cả đều đóng cửa. Ngay cả Bắc Hàn và Nga hay Việt Nam là những cái quốc gia gọi là bằng hữu và trong cái hệ thống cộng sản với Trung Cộng, họ cũng đóng chặt cửa biên giới, không thông thương với quốc gia này. Thì người ta dự đoán rằng, thưa quý vị, tại Trung Cộng hiện nay, nếu như tới tháng 3 này mà cái nền kinh tế nó trở lại và coronavirus nó giảm bớt thì có thể là Trung Cộng sẽ có thể gượng dậy một phần nào. Nhưng tới thời điểm này thì người ta dự đoán rằng nguyên coronavirus đã thổi bay khoảng trên gần 70 tỷ Mỹ Kim của cái quốc gia này. Nhưng nếu cho tới tháng 3 mà coronavirus không có suy giảm thì theo các cái chuyên gia về kinh tế họ nhận xét thì năm 2020 sẽ là một cái năm mà lịch sử, đánh dấu một cái mốc lịch sử của cái sự mà suy sụp của nền kinh tế Trung Cộng. Nếu như cách đây vài năm cái chế độ của Trung Cộng tìm một cái con đường mà thực hiện cái dự án là Made in China, mà sản xuất tất cả những cái đồ nhái để bán toàn cầu, và họ đã nhanh chóng trở nên giàu có nhờ cái mưu lược đó, thì năm 2020 này, theo cái dự đoán, với cái cuộc tình hình coronavirus hiện nay, tình hình những gánh nợ khổng lồ hiện nay và tình hình vật lộn với cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ hiện nay, và nếu coronavirus không suy giảm trong tháng 3 tới đây thì năm 2020 sẽ là năm đánh dấu cái sự suy sụp ngoài dự đoán của nền kinh tế Trung Cộng, thưa quý vị. Và quý vị cũng đừng nên quên là các bác sĩ ở đây cũng như ở khắp nơi thường nói chúng ta là quý vị biết cái flu mỗi năm á, chúng ta chích ngừa nó vẫn rất là tốt. Thành ra năm nay dù là đã trễ nhưng quý vị nào chưa chích họ khuyên nên chích, bởi vì nó còn có thể là có những mùa nó tới tháng 3, tháng 4 nó mới hết cái mùa cúm á. Thành thử là chúng ta quên, các bác sĩ cũng nhắc chúng ta là đừng quên là mỗi năm vẫn có khoảng cả hàng ngàn người chết cái bệnh flu thường thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta vướng vào cái Vũ Hán này thì nó càng kinh khủng nữa. Nhưng mà cho nên là nếu được cái quý vị nên chích, nhất là những người lớn tuổi trên 50, thì để mà nó đỡ.
Thì dĩ nhiên là virus thì nó biến chuyển dữ lắm, nhưng mà mình dĩ nhiên mình trích nó vẫn đỡ hơn. Thì bác sĩ có nhắc như vậy, và chúng ta đừng quên là ngay cả cái bệnh thường thôi đó, mà nó đối với những người mà cái hệ miễn dịch hơi yếu đó, đề kháng yếu, thì thường thường là mất mạng. Là nhưng mà tại vì chúng ta không để ý thôi, còn cái chuyện này tại vì nó dồn dập đến. Chứ thực ra các bác sĩ cũng nhắn là cho nên quý vị mỗi năm nên chịu khó trích ngừa, và đừng có để cho bị vì những cái vấn đề đó mà mình bị nhiều khi thiệt mạng một cái oan uổng thưa quý vị.